Trước mặt anh em là một chiếc Future 125 đời 2024. Xe này chỉ mới có 1.902 km thôi, nhưng mà phải khiến cho chủ xe phải tốn là 1.220k. Lý do tại sao vậy anh em? Thì coi clip này Vinh sẽ giải thích cho nghe. Theo nhu cầu của anh khách này thì anh chia sẻ anh rất là thường hay đi tỉnh. Vì vậy mà một cái đèn pha trước nguyên bản của xe là không đủ đáp ứng cái nhu cầu đi đêm của ảnh. Đó, ảnh có đã bút thêm ở đây là một cái đèn trợ sáng nữa nè. Vậy mà chưa đủ xi nhê. Vì vậy ngày hôm nay mặc dù xe chỉ mới có 1.902 km thôi, ảnh vẫn muốn thay một cái đèn mới cho xe của mình. Và đèn mà ảnh tin dùng đó chính là cái mẫu đèn 2 tầng của thương hiệu Zipac dành riêng cho dòng Future 125. Đây, đối với lại cái đèn này thì đẹp cỡ nào thì Vinh cũng đã làm nhiều clip để giới thiệu cho anh em rồi. Nó sẽ có nhiều màu sắc để cho chúng ta lựa chọn nha. Với phần đèn định vị này nè, sẽ có đỏ nè, có cam nè, có xanh nè. Mọi người thỏa sức tùy chọn để phối cùng với xe của mình. Còn đối với lại phần viền bên ngoài này thì chúng ta sẽ có hai màu sắc chính, đó chính là màu xi bạc và màu đen mờ nha. Thì đối với lại đèn này á, bên mình sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm nha. Cho nên anh em cứ yên tâm mà qua 18 chi nhánh của bên mình lựa chọn đèn để ráp lên xe. Đèn thì bao la bát ngát luôn, đủ cho các dòng xe luôn nha. Có của Exeter 135 nè, 150 nè, rim nè, quay các đời nè. Nói chung thì anh em đang đi mẫu xe nào thì cứ comment bên dưới, Vinh sẽ tư vấn cho anh em về cái mẫu đèn thích hợp kèm theo là giá bán luôn nha. Rồi thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề cái đèn này thôi. Nó sẽ là ráp như zin. Bây giờ Vinh sẽ nhờ thợ ráp lên xe cho anh em coi trước về cái vẻ đẹp của nó nha. Bảo đảm không làm anh em thất vọng đâu. Trước khi gắp đèn thì bên mình sẽ tiến hành kiểm tra lại cái phần đèn và công tắc của trên xe khách trước. Sau đó sẽ tiến hành tháo các chi tiết ốc ra nè, ốp đầu của xe ra, rồi sẽ tiến hành là lấy cái chó đèn zin ra bên ngoài. Sau đó là thay cái chó đèn 2 tầng vào rồi bắt ốc lại, thế là xong. Thì những cái công đoạn này cũng tương tự như là ráp cái chó đèn zin vậy. Bởi vì thiết kế của chó đèn 2 tầng Zipac luôn luôn là giống như zin, cho nên chúng ta vẫn có thể dễ dàng tự tháo ráp được tại nhà nếu như anh em ở xa mà không tiện ghé shop. Đấy, chỉ với chừng vài thao tác nhỏ thôi là chúng ta đã có thể lắp được cái đèn rồi xong. Bây giờ thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành test lại cái phần đèn nè. Sau khi mọi thứ đã ổn định rồi thì sẽ bắt lại các chi tiết ốc lại vào trong xe. Thế là hoàn thành quy trình ráp chó đèn 2 tầng Zipac dành cho Future 125. Vậy là đèn đã hoàn chỉnh lên xe. Anh em thấy khi mà thay xong cái đèn này, chúng ta sẽ có thêm một dãy đèn led định vị ở giữa nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc dù là không mở đèn nhưng mà đèn vẫn cực kỳ sáng và nhìn nó vô cùng lạ mắt luôn nè. Bây giờ nào mình mở đèn lên cho anh em coi nè. Đó, nó sẽ nằm tách biệt hai tầng nè, đem lại một cái gì đó lạ mắt hơn cho cái xe. Và đối với lại cái đèn 2 tầng này của Zipac dành cho Future LED á, Vinh cảm giác nó là sẽ sáng hơn rất là nhiều so với lại đèn zin. Vậy là vô cùng phù hợp đối với lại nhu cầu mà muốn đi đêm và đèn phải sáng rất là nhiều của anh khách rồi còn gì nữa. Đó, đối với lại cái công đoạn gắp đèn này, bên mình sẽ làm hết cho anh em luôn nha. Chúng ta chỉ việc xuống tiền mua đèn thôi. Và chúng ta sẽ được làm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm mới xe. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sau hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ thì anh em cần đèn 2 tầng loại nào thì comment bên dưới nha, Vinh sẽ tư vấn cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.